Minoan. Quân bên phía đội bạn là gì? Tôi chưa nhìn rõ. Nhưng bên mình có Pan thì phải. BB. Không. Quân bên phía đội bạn mới có Pan. Bên mình Egip và Minoan. Bên bạn có Pan và một cái gì đó. Bạn quả đầu quá xấu của Tiểu Bạch Long. Đã có voi rồi. Có cả hiêu. Thông tin đến từ khán giả là Pan Mark hay là Faux Pan. Rất nhiều các bạn khán giả đang cho là Pan và Mark. Server dự đoán đang gặp mà trục trặc. Đang bị sụt điện không như mong muốn, đâm ra là ép coi về hơi muộn. Các bạn và quý vị các khán giả thông cảm. Chờ trong ít phút để kỹ thuật viên có thể điều chỉnh ngay và luôn. Tỷ số trong trận thi đấu tỷ số trong xe đấu thứ 5 đang là 2-1. Bên mình dẫn 2-0 và vừa rồi là một turn resize luôn khi quân là 1-10 một tịt. Gỡ lại một trận. Ép coi thì chắc chắn là sẽ được trả về đúng người rồi. Đúng chủ account. Không ai đi đâu mà thiệt cả. Nên là các bạn cứ bình tĩnh. Rồi, thông tin của anh Gover là hàng đã về. Hàng họ hàng đã về. Và heal của game thủ Tiểu Bạch Long cũng đã về. Thiếu một bãi quả phụ nữa. Mark C và Pan. Thông tin đến từ bạn mãi yêu. Mình có Minoan. Và có Egypt. Ai sẽ là người đánh cung và ai sẽ là người đánh chém? Các bạn hãy chờ đợi trong những giây phút tiếp theo của trận thi đấu này. Bài Egypt 2 quả. Thế thì khả năng cao Egypt đánh cung. Đánh cung R. Và khả năng có thể chuyển cung A. Khi bên kia có Mark và có cả Pan. Bãi quả phụ ở trên là 6 cây. Một tơn câu đôi voi không? Vẫn chỉ một con này. Chúng ta hãy chờ đợi xem là BB là người đánh bao nhiêu dân. Nếu mà đánh 26 dân thì sẽ đánh cung. Còn 25 dân thì không biết thế nào. Vẫn đang sóc dân. Một bài đánh 26 dân của ekip BB sẽ là người đánh cung. Thế thì chuyển sang màn hình máy của Tiểu Bạch Long. 23 dân của Minoan. Đối đầu với Pan và Mark. Bên phía đội bạn dò 16 và 18%. Đánh 18 và 25 dân. Có phải độc cô của bạn dò 10% hay 18%? Tôi không nhìn rõ. Nhưng mà đúng là đánh 18 với cả 25 dân. Pan đánh 18 dân. Còn Mark đánh 25 dân. Chưa biết thế nào. Thông tin đến từ bạn ULC UTC thì là 16-10. Còn tôi nhìn hoa là 16 và 18 thì không biết thế nào. Nếu mà là 10% thì bài đánh 25 dân của Maxe là bài rất giàu. Khi Pan chắc
chắc chắn là 16% rồi. Bắt đầu chạy dò đến từ game thủ Lady Gaga, cùng cánh với game thủ nào? Rồi, cùng đã thấy con dò của Doko cầu bại. Cầm Max C. Max C là bài đánh 25 dân và dò 10%. Bài có thể là có hốc. Khả năng cao là có hốc. Cùng cánh với BB là game thủ Quýt, người cầm pan. Một bài kích sớm của pan, ít nhất là đầu 10. Một bài 10 sớm thôi. Và cũng có thể là cuối 9, chưa biết thế nào. Rồi, chơi được con giò không? Không. Hoàng Mạnh Nhi anh đã để ý. Có cả giò của Quýt. Đóng y. Minoan đang đóng y để đâm y vào nhà của Max C. Anh Tiểu Bạch Long cẩn thận cánh rừng. Cánh rừng có thể hở. Quay sang một chút với BB. Cung R của Egip 26/44. 4A của B. Em đã cung được hốc vào đây rồi. Khá tinh tế. Có cả bãi quả ở đây. Bãi B là bài hai bãi quả phụ. Và em để dành bãi quả phụ trong này để rút vào đây. Quay sang Max C, à quay sang Minoan. Bài pan đã đóng 1A. Nâng giáp 4. Bài này thì tôi nghĩ anh Tiểu Mày Long nên đóng 2Y thì hơn. 1Y thì có lẽ hơi đuối. Bên phía đôi bạn độc cô đầu bại chắc là Châu Uy thôi. Quay sang một chút với B. Đấy, cung R ở đâu rồi? Đấy rồi, một tuần phối hợp Y Minoan và cung R của Egip. Thêm một cung R, một tuần cung R đi công vào nhà của Quýt. Nhưng mà không được đâu. Quýt đang có rất nhiều lạc đà. Quá nhiều lạc đà của Quýt. B đang giữ cung R rất tốt. Thăm lại 40/52. Bắt đầu tụ hai tên cung R vào là một và công vào nhà của Max C. Cho y đi trước đi anh. Quay sang Tiểu Bạch Long. Rồi, 5y giáp 4. Quay sang B. Có cả lạc đà của Pan sang cứu. B em có nâng giáp 4 không? Cần phải có một tên nâng giáp 4. B đang có hai cánh rừng khá tù. Pan đang đánh một bài lạc đà kẹp cung R. Khá khó chịu. Anh Tiểu Bạch Long. Rõ ràng một y sóc là hơi đuối so với bên kia. Hoàng Minh Nhi đang chảy y rất đều. Sóc rất đều những nhà y của mình. Vẫn chỉ là chặt gỗ 1 đến từ B. Thêm một y nữa. Hoàng Mai Nhi, anh đang thi đấu quá khỏe. Ở địa điểm thi đấu bây giờ, ngồi cạnh tôi cũng có CR Chip, siêu nhân chip đẹp dài.
Anh cũng đang ngồi hóng kèo này. Rồi một tên không công được nhà Maxi đánh đầu sang nhà của game thủ cầm pan. Vậy e có một con y, có một con y đứng cản mặt rất tốt, một con y chiến thuật đến từ Tiểu Bạch Long, cũng giờ đứng tư thế rất đẹp, đục ruộng và bắt đầu đút nhẹ nhẹ vào. Rồi tách một đạo vào, một đạo ở ngoài yểm trợ. Ok, dần bắt đầu bách vàng lên và chạy, đã lủng nhà một tên hợp lý khi không công được nhà Maxe tạt cánh sang nhà Pan và đã giành được thành công trong tuần này. Tập này 54/68 sang Tiểu Bạch Long anh tôi, những con y giáp 4 công 4 đã đóng thêm nhà y thứ hai rồi, lực là khá được. Anh có tụ y lại không khi đội bạn cũng đang đẩy y sang 3 y sắp đều, quay sang DB. Rồi đạo dân này của Quýt đi đâu? Vậy không? Vậy Quýt đã dừng chân. Quýt đã dừng chân. Có lẽ 5 con chân này sẽ 5 thôi. Cung đờ vẫn giáp 2. Có ai nhắc em tôi nâng giáp 4 không? Giáp 4 với đầu máu thì sẽ không quá xoan những con y Maxe. Chơi hết được đạo dân vừa rồi của cái thủ Quýt rất hay. Quay sang Tiểu Bạch Long, một tên lọt nhà, một tên phối hợp giữa lạc đà và y đã lấy tham được của game thủ Tiểu Bạch Long. Thôi lại bật chế độ ăn hoàng vậy, ăn hoàng sóc y. Pan bên phía đội bạn cũng lọt nhà và cũng phải chạy dần, thì Minwan cũng phải làm điều tương tự. Chuyện thật quá rõ ràng đến từ đội bạn rồi. 26/28 quay sang bi. Có khá nhiều chim lợn trên khu chat đang đúng rồi, đúng như các bạn chim lợn là bi chuyển A, chuyển cung A. Khi rừng ở trong cũng đã hết rồi, hai cánh rừng mắc tù, nhưng mà bi vẫn đã cố gắng đánh cung R bung ra và ăn bãi rừng mới. Không, anh ăn vàng BC luôn đi em. Rồi một tơ này 6 con y, khá khoai, có thể là nhiều hơn. Vẫn đang un un đẩy y vào, chỗ này vẫn ăn được thôi. Có vẻ e không? Rất nhiều y của Hoàng ấy nhỉ, chắc phải đến 4 nhà y à, ít nhất 4 nhà y sắp đều kìa. Rất hay, một tên không để ý, rất hay và rất may. Tôi vừa thấy nâng cấp cung A 1 áo rồi, nhưng mà cung A 2 áo thì vẫn phải chờ đã, đang không có vàng. Nhà A kìa em, rất mất tay, quá mất tay. Một tên lọt nhà, thôi resize đi. Hay tươi nhỉ, em thấy vẫn còn đầy gỗ.